Cấm tuyệt đối nồng độ cồn đối với lái xe là phương án tại dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất lựa chọn. Trước đó, quá trình thảo luận từ kỳ họp thứ 6, quy định này đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau của đại biểu Quốc hội cũng như người dân. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có văn bản giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu để trình ra Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 lần này.